Ok, hello, hôm nay mình sẽ hướng dẫn bài Bunny tập 3 là Bunny được nâng cao cộng với search. Chưa hết thì các bạn hãy làm như Bunny đơn giản cơ bản như này, nhưng mà đến khi mà các bạn muốn đi nâng cao lên thì cản tiếp ra đó, nhỏ ship ra được mà. Khi mà các bạn muốn đi được thẳng thì các bạn phải nhỏ ship ra và sẽ muốn đi nâng cao. Các bạn có thể xoay bất kỳ hướng nào. Như clip lần trước mình đã nói về muốn đi đường thẳng cơ bản, nhưng mà muốn đi đường thẳng nâng cao các bạn chỉ cần thả ship ra là được. Lợi ích của nó là như nào? Bây giờ mình sẽ lên vạch ở đây. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với search tường. Mình sẽ lấy ví dụ điển hình ở cái map này. Rồi ở cái tường này nó sẽ trượt nhất và gần như là phổ biến nhất. Trước hết thì các bạn nên nhận biết được rằng là đây là vị trí đứng của mình ở đây. Thì cái tường của mình nó sẽ đứng ở bên nào? Bên phải đúng không? Thì các bạn sẽ phải nhấn D và hướng trước chuột check hơn sang bên trái và hướng xuống một chút như này. Đó, các bạn sẽ search được. Không biết search được như nào nhưng mà từ bên này các bạn sẽ check xuống một chút này. Khi mà tường nó đang ở bên phải, các bạn tường nó đang ở bên phải thì các bạn sẽ hướng chuột xuống trái, hướng chuột bên trái, hướng chuột bên trái này, cộng hơi check xuống. Tường này của các bạn đang bên phải, tường bên phải thì nhấn D của các bạn. Đây, mình sẽ lấy ví dụ là mình sẽ để bên trái, sẽ lên đây. Chỗ này các bạn xem clip các bạn tự biết được rồi nhé, tại vì là nó có cái số bàn phím rồi. Đây, thì đầu tiên là các bạn ở trên này rồi đúng không? Các bạn sẽ hơi check xuống bên phải, check xuống dưới nhé, hơi bên phải một chút. Đây như này. Đó. Khi mà tường các bạn ở bên nào thì các bạn hãy nhấn cái phím A đây của bên đấy. Ví dụ cái tường này ở bên trái các bạn đúng không? Các bạn nhấn A. Nhưng mà chuột thì các bạn sẽ hướng về hướng ngược lại, nhưng mà nó hơi check xuống một chút. Các bạn chỉ hơi check kiểu ví dụ đây là cái hướng thẳng đúng không? Thì các bạn chỉ check xong một chút như này thôi. Đây. Hơi check xuống một chút là nó sẽ tự tăng tốc độ mà. Đây, còn bên này cũng thế. Đó, rất đơn giản. Rồi chúng ta sẽ đến với con jump cơ bản. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi thẳng nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đi thẳng này, đi thẳng một hướng như này đúng không? Sau rồi khi mà gần đến nơi thì các bạn hãy nhấn, nếu ở nó bên này nhá, thì các bạn nhấn A. Lúc ấy các bạn vẫn giữ shift nhá, vẫn giữ W rồi, giữ W. Sau rồi các bạn hướng chuột sang bên này, hướng chuột sang cái hướng bạn muốn nhảy. rồi các bạn tháo lưu ra, các bạn nhảy đây đó, đây cũng thế đó, sẽ quá rất là dễ dàng. Tôi đi thả này, thả W ra. Khi mà các bạn gần đến nơi các bạn vẫn giữ W nhé, các bạn vẫn giữ W này, sau các bạn nhảy sang này. Đó, như này đó, như này lỗi rồi. Khi mà các bạn gần đến nơi thì các bạn vẫn giữ được cả hai một lúc nhé, vẫn giữ cả hai một lúc này, vẫn giữ cả hai một lúc. Đến khi mà các bạn nhảy thì các bạn thả W ra, thả W của bạn ra đó. Các bạn có thể không lắp, hoặc là các bạn có thể áp dụng Bunny đơn giản để có thể qua những cách xa hơn đó. Đây thì mình sẽ hướng dẫn ví dụ cái chỗ bên này. Đây, cái chỗ này nhiều ông cứ phải cầm một cái 5 runner để lên đây nhá, đúng không? Thì đây các bạn sẽ lấy một vị trí các bạn để lấy đà, một là chỗ này, hai là cái chỗ này. Thì mình hướng tới chỗ này trước, tại vì vừa nãy là nhấn A đúng không? Nhấn A phải nhảy vòng thân đúng không? Thì các bạn sẽ làm ngược lại. Đầu tiên là các bạn sẽ chạy thẳng, rồi gần đến nơi thì các bạn đó, các bạn hơi liệng sang này, vẫn sẽ W này, rồi các bạn W cộng D này, sau vừa là các bạn thả W ra, các bạn nhảy đó, qua rất là dễ. Bên này cũng thế, nhảy lỗi. Mình nhảy cái này đôi khi nó vẫn lỗi đó, qua rồi. Đây là Bunny ở đầm long dâm cơ bản, còn long dâm nâng cao nó sẽ như thế nào? Các bạn sẽ lấy một đà long dâm như thường, một đà long dâm như thường này, các bạn nhảy vào Bunny một nhịp, nó xa hơn hoàn toàn. Nó lúc bạn đấy mình nhảy long dâm bình thường đến đây, và bây giờ đến đây luôn, nó xa rất là nhiều. Nó sẽ giúp các bạn vượt qua những địa hình khó, giống như là hai cái thành ở tường móc khu mỏ chẳng hạn, hai thành móc khu mỏ, chỗ đấy nhảy rất là khó đúng không, nhảy rất là xa. Các bạn phải qua ra bình thường nó rất là khó qua. Rồi, ví dụ cái chỗ này các bạn nhảy thì sẽ lấy đà, có thể nhảy bình thường là các bạn lấy đà long dâm như này đó, đây là long dâm này đó, nó xa hơn đúng không. Cái long dâm này nó áp dụng cho những cái trường hợp nhảy rất là khó đó, các bạn áp dụng rất nhiều trường hợp khác nhau. Để mình xem vào chỗ nào có thể long dâm được nhỉ? À đây, đúng rồi, ở chỗ cái thường tường thành ở bên cái bên này, tường thành bên này, từ chỗ này sang bên này thì các bạn cũng gặp phải long dâm. Chỗ là mình nhảy hơi khó, mình không biết mình qua không. Mình nhảy nhiều khi nó hơi bị lỗi một tí. Đấy, mình gần tới. Chứ nếu bình thường các bạn long dâm cơ bản nhé, nó ngắn hơn một chút đúng không? Vừa nãy mình chạm gần tới mà. Rồi, bỏ qua đi. Mình không giỏi cái khoản như thế. Rồi vấn đề tiếp theo các bạn thắc mắc là cái vấn đề lau tường ở chỗ này, thì là mình sẽ hướng dẫn là đầu tiên là các bạn sẽ có một cái setting như thế này, đó là các bạn phải chỉnh frame từ 60 cho lên 150. Khi mà các bạn chỉnh frame thì các bạn sẽ leo tường rất là nhanh đó, các bạn chỉ cần giữ W đi thẳng này thôi, hơi trở lên trên một chút đó, đi lên rất dễ đúng không. Nhưng mà mình sẽ thử so sánh với frame 60 đi. Đó. Mình quay nó giật quá. Đây, các bạn lên sẽ rất là chậm đúng không? Sẽ rất là chậm. Có lên nhưng rất là chậm. Đấy là lý do tại sao hồi xưa người ta leo phải đến tận khoảng 3 phút người ta mới lên được. 1 đến 3 phút thì đấy. Đây cái frame 100. Frame 100 là ông N-Tech hay dùng. Thường dùng để leo cái tường này, cái tường đấy. Khi các bạn leo tường nhé. Đó. Các bạn leo tường thì đầu tiên là long jump này, gần đến nơi thì các bạn lăn chuột liên tục, thả lưu ra là được. đến nơi các bạn ship vào thì ok. Comment cách hay dùng cái chỗ này chưa thử. Mình hơi gà cái phần leo tường. Đó. Khi mà các bạn nâng frame lên thì các bạn leo tường lên cũng nhanh hơn. Đây. Nhanh hẳn đúng không? Nâng frame 100 sẽ nhanh hơn. Còn một cái vị trí nữa mình leo tường là cái chỗ cảm ơn bạn nào vừa nhắn nhé. Khi cái tường ở chỗ trên này đúng không, các bạn muốn lên đây thì cái frame của các bạn bắt buộc phải là 150 thì nó mới lên nhanh được. Còn nếu các bạn để ví dụ 100 này nha, mình sẽ test thử 100 trước sau đến 60. À 150 thì mình không phải bắt buộc đâu, tại vì nó cũng tùy frame, nhưng mà muốn lên nhanh thì mình khuyên là để 150. Đây nó sẽ lên chậm hơn rất là nhiều. Nhiều khi lên khó ấy, các bạn nhảy phải lấy đà, ví dụ phải cầm con này độc này này. Nếu mà các bạn cầm ví dụ cầm lục chẳng hạn, hoặc là cầm món dao khác và nó nặng hơn ấy, gần như không thể lên được. Search thì vẫn search như bình thường, nhưng bây giờ mình sẽ thử so sánh với frame 60. Gần như trượt xuống luôn. Cái tốc độ mô hình của nó quá thấp nên là đấy các bạn thấy search cũng không thể search được, nhảy cũng rất là khó này, nhảy rất là chậm. Đấy nhiều khi còn lag này. Đó. Lý do tại sao người ta để 150 như thế. Đấy là một cái mẹo khi các bạn Bunny nó sẽ rất là mượt. Khi mà như thế nhá, ví dụ mình sẽ nói luôn là nó còn nó cả ứng dụng lên FPS luôn, các bạn hãy nhìn FPS trên màn hình. Hiện tại frame 150, FPS 152 đúng không? Bây giờ mình sẽ 60. FPS 60 luôn đúng không? Nó ảnh hưởng đến cả FPS của các bạn. Chỉnh lên 105. FPS 105 trở lên. Bài hướng Bunny hướng dẫn của mình hôm nay thì gồm có một là Bunny đường thẳng nâng cao cộng search cộng lông cam cộng leo tường. Đó, hôm nay là dạy khá là dài, tại vì mình đang chán, mình không muốn làm gì cả, clip mình làm quá là nhiều rồi. À đúng rồi, cái chỗ này các bạn muốn lên đúng không, các bạn lên thì các bạn leo cam cũng được này, leo cam lên các bạn có thể thử, các bạn có thể sấy từ cái bọn trên hành lang này. Đây. Sấy đó. Cái chỗ trên này thì các bạn muốn lên thủ ở đây để canh hầm thì các bạn nhảy đấy nhá. Nếu các bạn muốn lên đây đúng không, các bạn biết Bunny rồi đúng không, mình lấy các bạn cái mẹo, các bạn lấy cái vạch ở đây, ở cái ô tô ba này, 1 2 3, các bạn lấy vạch ở đây. Đó, lấy rất là dễ. Sau các bạn phải canh hầm này, thấy được cái bọn đi từ chỗ short ra này, từ chỗ bit ra short này, các bạn sẽ chết được nó. Còn về cái phần mà đi trên chỗ này thì nó cần phải nhanh tay, các bạn nhảy ship phải nhanh, cái này phải luyện. Đầu tiên nhá, các bạn có thể là luyện từ đây cho đến đây, rồi từ đây lên đây này, đúng chưa? Sau rồi các bạn làm thế nào để các bạn nhảy được qua đây. Khi mà các bạn đã nhảy được qua đấy rồi thì gần như là bạn sẽ nhảy được, toàn bộ quá trình nó sẽ rất là đơn giản. Đấy, nhiều khi các bạn lỡ đà các bạn sẽ rơi. FPS của mình bao nhiêu đấy? 100 thì không phải 150 hơn. Đó, nhảy rất là dễ, bạn chỉ cần ship nhanh là được. Đó, clip hôm nay mình xin hết. Tới các bạn ở những clip sau.